cậu bé 12 tuổi muốn chứng minh Thiên Chúa thật sự tồn tại. Ngay khi Stephen Hawking rời khỏi thế gian, để lại những thành tựu vật lý chấn động thế giới, thì ngay sau đó, một cậu bé thần đồng người Mỹ làm thế giới vật lý phải sửng sốt. Cậu tuyên bố, lý thuyết của Hawking về vũ trụ hình thành tự phát là sai, và Chúa thật sự hiện hữu. Cậu là William Mellis. William là một bé trai sinh năm 2007, sống tại Pennsylvania, Mỹ. Cha là F.R. Todd Pentleyman Elias Mellis, một mục sư chính thống giáo. Mẹ là Presbytera Nancy. William đã tốt nghiệp phổ thông trung học từ lúc 9 tuổi, sau đó theo học Đại học Cộng đồng Community College ở Allegheny County. Đến tháng 5 năm 2017, cậu bé tiếp tục học tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng William đã có định hướng rõ ràng cho cuộc sống, chứng minh sự hiện hữu của Chúa thông qua khoa học. Ít người tưởng tượng được một em bé 12 tuổi, nhưng đam mê nghiên cứu nguồn gốc vũ trụ, đọc và hiểu những sách vật lý cao cấp về vũ trụ, quyết tâm lấy bằng tiến sĩ về vật lý thiên văn, astrophysics. Hăng say giải thích trong những cuộc phỏng vấn tại sao lỗ đen không phải là siêu khối lượng mà các nhà khoa học lão thành như Albert Einstein hay Stephen Hawking từng nói. Điều lạ lùng là em có những lập luận khoa học hồn nhiên phù hợp với định lý Gödel. William nói, tôi muốn chứng minh với mọi người rằng Chúa thật sự tồn tại, bằng cách chỉ ra rằng có một sức mạnh bên ngoài vũ trụ mới có khả năng tạo ra vũ trụ. Cha của William, ông Peter Mellis cho biết về cậu con trai. 6 tháng tuổi, bắt đầu nhận dạng được chính xác các con số. 7 tháng tuổi, nói được những câu hoàn chỉnh. 21 tháng tuổi, biết làm tính cộng. 2 tuổi, biết làm tính nhân, đọc được sách dành cho trẻ em và viết được một cuốn sách 9 trang của chính mình, nhan đề Chú Mèo Hạnh Phúc. Đến năm 3 tuổi, William biết bảng chữ cái bằng 3 thứ tiếng. 4 tuổi, học đại số, ngôn ngữ ký hiệu, đọc tiếng Hy Lạp. Ông Peter nói, nó luôn luôn có mối quan tâm đặc biệt đến các con số. 5 tuổi, đọc toàn bộ một cuốn sách giáo khoa hình học dày 209 trang chỉ trong một đêm, và lúc thức dậy vào sáng hôm sau đã giải được những bài toán về chu vi, bộc lộ thiên hướng toán học rõ rệt. Lúc 7 tuổi, là một chuyên gia về lượng giác. Nhà tâm lý học Joanna Crusad tuyên bố, cậu bé này là một thiên tài theo nghĩa đen. Nói về thành tích đáng kinh ngạc của bản thân, William Mellis chia sẻ rằng, ai nấy đều nhận được món quà từ Thượng Đế, còn được trao tặng kiến thức, khoa học và lịch sử. Aaron Hoffman, giáo sư lịch sử của William ở đại học nói rằng, nếu đã học ở đây, cậu ấy sẽ phải học mọi môn ở trình độ đại học. Điều khác biệt duy nhất ông nhận thấy ở William là em không ghi chép như các sinh viên khác, mà chỉ lắng nghe, đọc và thẩm thấu kiến thức. Điều mà Peter ngạc nhiên nhất là định hướng cuộc đời cho vật lý thiên văn với mong muốn chứng minh sự hiện diện của Chúa. Không chỉ là mơ ước, vì cậu đã đạt được những thành tựu về vật lý ở trình độ cao. Những nghiên cứu này bắt đầu cho thấy nhà vật lý Stephen Hawking sai về vấn đề nguồn gốc vũ trụ. Thật ra, ngay từ trước khi kết thúc phổ thông trung học, William đã bắt đầu tìm hiểu một số lý thuyết theo những chủ đề mà em quan tâm. Em đã đọc một số sách của Stephen Hawking, kể cả cuốn Grand Design, Thiết kế vĩ đại, một cuốn sách rất khó hiểu đối với ngay cả những người lớn có trình độ khoa học. Trong cuốn này, Hawking nói rằng, vũ trụ có thể tự tạo ra nó từ hư không.
tức là vũ trụ có thể hình thành một cách tự phát, và do đó Chúa là không cần thiết. Nhưng William có đầy đủ những lý lẽ để bác bỏ quan điểm của Hawking. Một tờ báo viết: không có nhà khoa học lớn nào có thể an toàn với cậu bé này. Đến nay, William đã trải qua một năm nghiên cứu vật lý thiên văn. Một số người nói có thể trong 2 năm nữa em sẽ bắt đầu viết sách về những gì em đã nghiên cứu. William tự tin nói: tôi đang chứng minh rằng chỉ có Chúa mới có khả năng sáng tạo ra vũ trụ này. Dữ liệu của tôi là chính xác. Nghiên cứu của tôi đã tiến triển được 70%, và ngay khi tôi hoàn thành, tôi muốn chia sẻ nó với thế giới. Một tờ báo khác viết: khát vọng của William muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn bắt nguồn từ đức tin mạnh mẽ của em. William không tán thành với những lý thuyết của Einstein và Hawking về lỗ đen, và có quan điểm riêng của mình để chứng minh sự ra đời của vũ trụ. Là con trai của một linh mục chính thống giáo Hy Lạp, William muốn chứng minh rằng một lực bên ngoài vũ trụ là thứ duy nhất có khả năng sáng tạo ra vũ trụ. Điều đó có nghĩa là Chúa thực sự tồn tại. Điều này hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của Stephen Hawking. Cha mẹ của William nói họ không bao giờ thúc ép con trai mình nghiên cứu hoặc cố gắng chứng minh Chúa, mà chỉ mong con mình là một cậu bé 12 tuổi bình thường. Ông Peter giải thích thêm: William là một cậu bé bình thường, bạn không thể phân biệt nó với những đứa trẻ 12 tuổi khác. Nó thích thể thao, các chương trình TV, computer và video game như mọi đứa trẻ khác. Nhưng thực tế, William vẫn khác với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Định hướng chủ yếu cho cuộc sống của William hoàn toàn rõ ràng. Em muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn để làm sao có thể chứng minh cho thế giới khoa học rằng Chúa thật sự tồn tại. Khi được hỏi tại sao cậu cảm thấy cần phải chứng minh điều đó cho các nhà khoa học, William trả lời sâu sắc hơn: vâng, bởi vì có những nhà khoa học vô thần cố nói rằng không có Chúa, trong khi trên thực tế thì để tin không có Chúa phải có nhiều đức tin hơn là tin có Chúa. Bởi vì có một cái gì đó tạo ra vũ trụ sẽ hợp lý hơn là vũ trụ tự tạo ra nó. Để nói rằng vũ trụ tự tạo ra nó đòi hỏi phải có nhiều đức tin hơn là nói rằng có một cái gì đó bên ngoài vũ trụ tạo ra vũ trụ. Như thế sẽ logic hơn. Giống như Tổng thống Donald Trump với niềm tin mãnh liệt vào Chúa, ông nói rằng ở Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn kính Chúa Trời. William cho rằng khoa học và thần học không tách biệt với nhau. Tri thức khoa học là một quà tặng từ Chúa, giống như mọi quà tặng khác. Chúng ta phải học thêm về đức tin của chúng ta và về việc chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ. Chúng ta cần trau dồi tài năng của chúng ta, quà tặng mà chúng ta nhận được từ Chúa, chứ đừng chối bỏ nó.